Ai sẽ thách đấu tranh đai vô địch Lion Championship với Văn Nam? Là đương kim vô địch Lion Championship hạng cân 56kg của mùa giải đầu tiên, võ sĩ Phạm Văn Nam có 3 đối thủ tiềm năng trong trận bảo vệ đai diễn ra 2 tháng tới. Trận thắng của Đinh Văn Hương trước Trần Trọng Kim ở Lion Championship 6 đã khiến cục diện hạng cân 56kg thay đổi khá nhiều. Theo bảng xếp hạng mới, Văn Hương chắc chắn sẽ lấy vị trí top 4 từ Trọng Kim. Điều đó giúp võ sĩ đang sinh hoạt tại câu lạc bộ MMA Đà Nẵng đủ điều kiện thách đấu tranh đai vô địch trong thời gian tới. Ở thời điểm hiện tại, ba võ sĩ nằm trong top 4 có khả năng thách đấu Phạm Văn Nam là Đỗ Huy Hoàng, Usu King, Nguyễn Thành Đô, câu lạc bộ Quyền Vương và Đinh Văn Hương, MMA Đà Nẵng. Trong khi Huy Hoàng vừa thi đấu SEA Games, Thành Đô cũng trải qua trận khổ chiến với Ngọc Cảnh, Văn Hương bất ngờ trở thành gương mặt sáng giá nhất. Trước đó như YThểThao.vn đã đưa tin, trận đấu của Văn Nam sẽ diễn ra vào Lion Championship 8, sự kiện tổ chức vào tháng 8 tại Hà Nội. Đây là lần đầu tiên nhà vô địch Lion Championship mùa giải đầu tiên bước vào một trận tranh đa vô địch. Bên cạnh MMA, Văn Nam từng thi đấu Jiu-Jitsu, võ cổ truyền ở các giải quốc gia. Về phía Đinh Văn Hương, anh được xem như một trong những gương mặt giàu tiềm năng của MMA Việt Nam trong thời gian tới. Anh từng giành huy chương vàng tán tủ châu Á 2016, huy chương đồng tán tủ SEA Games 30. Ở Đại hội Thể thao Toàn quốc 2022, Đinh Văn Hương thi đấu cho đơn vị Hải Phòng và giành huy chương đồng tán thủ hạng cân 56kg. Người đánh bại Đinh Văn Hương ở trận bán kết tán thủ Đại hội Thể thao Toàn quốc 2022 chính là Đỗ Huy Hoàng. Á quân Lion Championship sau đó tiếp tục thắng Vũ Minh Đức Quân đội trong trận chung kết để giành huy chương vàng chung cuộc.